Thầy xin chào tất cả các bạn và các em nhé. Chào tất cả những người em fan cứng nhé. Ở video hôm nay thì thầy lại chữa cho em một câu chuyện béo. Câu chuyện béo này ở trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 các bạn ạ. Thì câu này cũng tương tự như câu số 34 ngày hôm trước thầy chữa thôi. Câu này để bài cho như sau. Con đáp E gồm có axit oleic, axit palmitic và chi glycerin X. Tỷ lệ số mol tương ứng là 1 chia 2 chia 4. Đốt cháy hoàn toàn anh E này thì cần vừa đủ là 7,43 mol oxy thu được CO2 và H2O. Mặt khác cho Mg E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm glycerol và 86 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là bằng bao nhiêu? Thì đối với tập này chúng ta sẽ xoay sở nó như sau. Đầu tiên là mình sẽ quy đổi đây là quy đổi hỗn hợp E. Hỗn hợp E thì mình sẽ quy đổi nhé, nó về anh axit và C3H2 em ạ. Cái này mình sẽ đưa nó về C17 này, H33 axit oleic mà COOH COH. Anh axit palmitic thì đây sẽ là C15H31 COOH. Cái anh chất béo này thì mình quy về axit và C3H2. Đấy. C3H2 nó biểu tượng cho thằng glycerol, nó biểu tượng cho thằng chất béo luôn đấy. Đấy. Thì ba anh này có số mol thì sẽ gọi nó luôn là X mol, Y mol và Z mol nhé. Ở hỗn hợp E này người ta tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là người ta đốt nó trong oxy. Lượng oxy cần dùng ở đây là bằng 7,43 mol thì thu được CO2 và nước. Và phương trình thứ hai và một cái thí nghiệm thứ hai đó là người ta cho tác dụng với NaOH và thu được ở đây là muối. Acid là acid oleic và acid palmitic thì hiển nhiên muối sinh ra tương ứng sẽ là muối oleat C17H33 H33 COONa và muối thứ hai là muối palmitat C15H31 COONa. Tổng khối lượng hai muối này đầu bài cho nó bằng 86 gam. Thế vậy thì nhìn qua như này thì em thấy rằng bài tập này người ta cho chúng ta là hai dữ kiện đúng không ạ? Cho chúng ta hai dữ kiện, một dữ kiện liên quan đến oxy đốt và một dữ kiện liên quan đến muối. Thế vậy thì có hai dữ kiện mình đặt ba ẩn này thì liệu có hợp lý không? Thì chúng ta thử làm như sau nhé. Thứ nhất là liên quan oxy thì thầy sẽ có phương trình đây, đó là phương trình bảo toàn E. Như bảo toàn E. Nói bảo toàn E thì anh này trao đổi là 102E, 102E sẽ là 102X. Anh này trao đổi là 92E sẽ là 92 nhân Y cộng với anh này trao đổi là 14E sẽ là 14 nhân Z. Oxy trao đổi là 4E, 4E thì mình sẽ có 7,43 nhân 4 nhé. Phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan muối đây. Phương trình liên quan muối đây thì anh này có m lớn là bằng bao nhiêu? Khi anh này là x nhé thì hiển nhiên rồi thằng này sẽ là số mol x mol, anh này là y thì anh này sẽ là y cộng khối lượng hai muối này bằng 86. Thì anh này có m lớn là 304, m lớn của nó là 304x cộng với m lớn của anh này là 278 nhân y, 278 nhân y và f nó bằng con số 86. Và phương trình thứ ba là cái phương trình khó nhất, khoa nhất mà bạn phải khéo. Như sau, em hãy để ý nhé. Cái thằng axit đây, đây là C17 này, đây là C17 này, H33 này, COOH này, đấy. Thằng thứ hai đó là thằng C15 này, H31 này, COOH, đúng không ạ? Thằng cuối cùng là thằng chất béo là có 3 CO này, 3 CO này, gắn với C35 này, đúng không ạ? Thì ở đây có phải 1 chia 2 chia 4 không? 1 chia 2 chia 4. Thì em sẽ gọi thằng này nhé, giả sử thằng này là A nhé, thì thằng này sẽ số mol là 2A và chất béo đây số mol là 4A đúng không ạ? Thì em hãy thật khéo nhé, nhìn để ý này, tỷ lệ này. Số mol của cái nhóm COO này chia cho số mol của thằng chất béo chia số mol chất béo đó thì có phải là ở đây mình thằng này gọi là A mol này, thằng này là 2A này, thằng này 4A này đó, thì có phải thằng này có một nhóm COO không? Thằng này có một nhóm COO, còn thằng chi glycerid thì có ba nhóm COO, A nhân 1, 2A nhân 1 cộng với 4A nhân 3. Thế vậy tổng đây là 4A nhân 3 là 10 12 cộng với 2 là 14, 14 cộng 1 là 15. Anh này sẽ là 15 vậy nhé, 15A. Đó. Chia số mol chất béo. Đây chất béo đây là 4A, đấy, 4A thì nó sẽ bằng gì? Đây, số mol của CO đây, tổng số mol của CO đây là x cộng y, tổng số mol của nhóm CO đây là x cộng y. Và số mol chất béo là chính là thằng C3H2 này chính là số mol chất béo đấy, là Z. Đấy. Như vậy thì A với A triệt tiêu đi, A với A triệt tiêu đi thì vậy x cộng với y chia cho Z bằng 15/4. Như vậy thì mình đủ 39 bạn thôi, rất nhẹ nhàng mình giải ra được ở đây x bằng y bằng Z bằng. Em bấm ra thì em sẽ có được giá trị x ở đây sẽ bằng 0,1 nhé, y đây sẽ bằng 0,2 và z đây sẽ bằng là 0,08 mol. Sau khi biết x ở đây, y rồi, z thôi, em thay vào đây 0,1 này, anh này sẽ là 0,2 này và chất béo đây sẽ là 0,08 này. Thế vậy thì em cộng hết vào thì em sẽ suy đây khối lượng của anh E, khối lượng của thằng E. Em bấm ra thì khối lượng anh E đây bằng 82,44 này, 82,44 gam. Tại sao mình phải tính khối lượng anh E này? Bởi vì người ta hỏi phần trăm khối lượng mà, đúng không? Thì phải biết khối lượng của anh x và biết khối lượng e thì để x chia e mới ra phần trăm khối lượng chứ. Ok. Như vậy ta sẽ suy tiếp đây, đó là mình đến cái giai đoạn quan trọng tiếp, đó là mình sẽ phải ghép chất. Mình sẽ ghép chất như thế nào? Ghép chất đây thì mình sẽ có là hỗn hợp E. Hỗn hợp E thì gồm có ba chất là C17 này, H33 COOH. Anh thứ hai đó là C15H31 COH.
Và anh chất béo đây, chất béo đây là CO này, CO này, CO. Và bang này sẽ cắm với C35. Thì có phải là tỷ lệ là như nào? Thì ở đây có phải là tỷ lệ là 1 chia 2 chia 4 không? Mình biết số chất béo đây, chất béo là 0,08 đây, 0,08. 0,08. Tỷ lệ là 1 chia 2 chia 4 thì thằng này 0,0 đây. 1 và 4 thì gấp nhau 4 lần thì đây 0,08 thì đây sẽ là 0,02. Đúng không? Đây sẽ là 0,0 mấy ạ? 0,4. Đúng không? Đấy, thằng này 0,08 là hợp lý rồi. Thì mình nhìn đấy, ở đây có cái gốc này 0,1 và 0,2 thì gốc 0,1 là nhỏ hơn, mình ghép nó trước thì 0,C17H33 đây. Thì C17H33 là 0,1 đúng không? Nó chui đây mất 0, mấy rồi, chui đây mất 0,02 rồi. Thì còn thừa lại bao nhiêu? Thừa lại 0,08 thì nó sẽ được một càng. Ở đây sẽ có một càng là C17H33, thế là đẹp luôn. 0,08 nhân 1 cộng 0,2 nhân 1 thì vậy đúng là 0,1 mol, chuẩn chưa? Đẹp luôn. Còn C15H31 đây là 0,2. 0,2 nó nướng vào đây mất 0,04 thôi. Thì nó còn 0,16, 0,16 thì nó xếp đủ ở đây là hai cái càng còn lại. 0,8 nhân 2 không? Trở lại 0,16 à? Đẹp quán gì nữa. 0,15 là đây là C15H31, đây là C15H31. Ok, xong. Và ta sẽ có M lớn của thằng này là bằng 832, 832. Em sẽ có phần trăm này, khối lượng của cái thằng chất béo X này sẽ bằng 0,08 này, 0,08 này nhân với 832 chia cho khối lượng của cả cái hỗn hợp E này, hỗn hợp E lúc trước mình tính rồi, 82,4 nhé, 82,4 em nhân 100%. Và ở đây mình sẽ ra kết quả ở đây nó sẽ bằng là 80,74% nhé, 80,74%. Và đáp án cần khoanh ở đây đó là đáp án B các bạn nhé, đáp án là B.